Chào cả nhà nhá. Hôm nay đi câu ếch chơi nhỉ? Mấy ngày đi câu lươn, nắng một ít quá, tìm hàng không ra nhá cả nhà. Hôm nay mình đi câu cánh đồng này nhá. Đấy, hôm nay Quyền đi cắm khoảng ba mươi mấy cần câu ếch nhá cả nhà. Mình sẽ cắm dọc cái mương này nhá cả nhà. Đấy, cái mương này, cái đồng lúa người ta cắt hết rồi này, thì còn bao nhiêu ếch nó nhảy xuống cái mương này nấp hết nha cả nhà. Giờ đi thăm câu ếch nha cả nhà, mong được nhiều ếch cho nhà xem cho vui nhá. Đây câu đầu tiên đây, à có nha cả nhà. Đây câu đầu tiên được con đây này. Đây, cái này đi gai nhiều quá. Đây cả nhà thấy không? Ếch đẹp ấy, ếch này ếch lâu năm, ếch đen thui này. Ăn mặc nó quấn ghê quá. Đấy, con đầu tiên nha cả nhà. Đẹp hết đi. Đấy, mấy ngày đi câu lươn không có thì đi câu ếch nha nhỉ. Đấy, mang túi đỏ đi là được ếch liền rồi. Thôi để mình gửi nha nhỉ. Đây là một câu nữa nha nhỉ. À, đây được một con tiếp nha nhỉ. Cái mương này hầu như là chưa ai bắt ếch bao giờ, sao mà ếch to không đấy, con nào con ấy đen thui luôn. Đâu ta, câu mình đâu ta? À đây, đây là ếch mương lâu năm nha cả nhà. Bãi này chỉ có thả kiểu này thôi chứ còn không phải thả như thả ruộng đâu. Đấy, đây có thả gác bờ. Lên đây nhà thấy không, ếch ếch già cội luôn đấy. Rồi, chúng mấy người nhà nhà. Đấy, hôm nay cầm cái túi đỏ đi này, này đỏ này, trước cầm túi xanh đi này ít rồi mình tháo nha nhà. Đây, dưới này một câu đâu ra. Ở đây mình cũng thấy ra. Ở đây. À có, ở đây rồi. Một con to lắm đấy cả nhà ơi. Wow, con này bự thế. Con này to. Wow. Nhà thấy không? Wow, to thế. Đã. Mặc kiểu gì ta? Xong lon kiểu này ra. Cái ông này chỉ có sợ đứt cước thôi nha cả nhà. Cái lưỡi này, lưỡi chữ ó này không câu, không đứt bao ra thôi nhá. Đấy. Nặng thật, cụ bài gì vào đi hết đấy. Trùm này, con này chắc trùm đấy, sướng rồi nha. Để mình gỡ đấy nha nhà. Đây cái nhà ơi, ếch ra được cái nhà, con này sậy mất rồi này. Nó xoắn thế này mà được thế. Đấy, mồi vẫn còn nhá cả nhà, sậy nhưng mà mồi vẫn còn nguyên này, tiếc quá. Đấy, câu rồi, con tiếp nhá cả nhà.
này trúng mánh rồi đấy, trúng đậm luôn đấy, còn ếch bự thôi anh nhỉ. Nhảy nhảy đâu cho thoát. Úi chà, ếch này để ca luôn đấy. Chạy đi, chạy cho thoát đi. Ở nhà thấy ếch không? Gần bằng bàn tay nha người nhà. Nắm chặt cứng này. Đây một con rồi nha người nhà. Đấy. Này trúng mánh rồi nha người nhà. Đây, hôm qua mình câu cái miệng hang nha người nhà này. Yêu cỏ thế này mà. Ui. Ôi trời, đứt dây rồi. Ui, đứt dây. May thế. Một con nha nhỉ. Để mình cắt nhé. Đẹp này. Đây một con này nhá. Một con này chuột nó ăn mất rồi người nhà ơi. Tiếc thế. Này. Ngon thế mà chuột ngon rồi. Tiếc thật. Bự nhá cả nhà. Đằng này có một câu này nha cả nhà. Cái đường đi hơi khó, dốc quá. Ở đây một con này cả nhà. Đấy, hôm nay trúng mánh rồi đấy. Hay lắm. Đấy, câu một cái mồi này, mồi lươn nó dai lắm anh nhỉ, mắc là mồi lươn mà vẫn còn này. Hôm nay trúng mánh rồi. Để mình cất ếch nha nhà. Đây một con nữa nha nhà. Ui, treo cái này mới chết chứ ta. À còn sống. Còn sống nha. Đây cả nhà. Trời dốc quá. Đây một con nữa nha cả nhà. Nhà thấy không? Đấy. Ếch đẹp. Trời, mặc thứ gì đây.
đây một con nữa nhá cả nhà. Đấy, tích bự chả bát. Câu mồi lươn nhá cả nhà. Mồi lươn này dai lắm. Chạy đôi thắt mà cái cây mây dương này nó gai quá, các nơi gọi là cái thẹn đây nhỉ, mình đây gọi là cái mây dương ca luôn. Tìm cả nhà. À, đây một con ở nhà ơi, cháu đưa cái này ra, à, còn sống chứ, à, sống. Đấy, thêm một con nữa. Đấy, con này trúng bánh là đúng bánh luôn, xuống thật đấy. Khổ thế này, con nào mắc nó một quấn thế này, con mương này mưng dốc, mưng lâu năm vậy thế thôi. Hôm qua có cơn mưa nhẹ nhẹ nha cả nhà, nó ra trên nắng bữa đến giờ rồi. Rồi đi câu lươn ngon thua, tìm hàng khó quá. Này chuyện là sang câu lươn hôm xem anh ở trúng mánh. Đấy, lên đây con. Đây, con này hơi bé chút. Hai câu cuối cùng nha cả nhà. Núi gầy quá. Ôi, được một con tiếp nha cả nhà. Còn hai câu cuối vẫn còn. Đấy. Đẹp to hết nha cả nhà. Xem câu đằng này đã. Ôi trời, bên cạnh có con ếch luôn, nhảy luôn. Xem con này còn câu không biết được không. Ôi, câu này mất rồi cả nhà ơi. Xảy rồi. Ô, ếch nhảy ra kìa, đấy. Chắc cái con này nó xảy ra đây cả nhà này. Cái con này để hôm sau. Đấy. Để tháo con này về nha cả nhà. Hôm nay trúng bánh rồi đấy. Đấy. Nhớ cũng biết đằng kia cắm câu nào không ra. Chắc hết rồi. Lâu lâu cũng cắm câu ếch, chắc cũng có quên sót vài cần đấy nha cả nhà. Không nhớ hết được. Cắm có 30 mấy cần rồi. Một tí về mình quay cho cả nhà xem nhé. Đi kết quả đây cho cả nhà. À, ếch con. Ở ếch ếch. Đây cả nhà. Này trúng mánh nha cả nhà. Còn ếch bự nha cả nhà. Ếch con này. Ếch, ếch. Ếch, ếch, ếch. Nhanh nhanh nhanh, ếch này. Ếch. Ếch, ếch. Nhanh nhanh nhanh. Bi ơi. Na na. Nhanh con. Lại na. Na. Này ếch này. Đây, hôm nay được từng này nha cả nhà. Đấy. Thôi mình dừng video tại đây cho nhà. Cả nhà thấy hay trong việc mình đăng ký, một like nha nhà.